Hôm nay Vân lão vương gia đã dâng tấu thỉnh an, hỏi về tình trạng gần đây của nàng. Trẫm đã trả lời, nói trước khi thành hôn về phủ là lẽ thường, bây giờ nàng ở trong cung thích ở bao lâu thì ở. Đa tạ bệ hạ, ngày mai ta sẽ về Vân Vương phủ. Nàng cần gì phải khách sáo với trẫm? Ta vẫn thích nàng gọi tên ta như hồi trước hơn. Nhưng bây giờ ngài đã là vua một nước, vậy thì sao nào? Ta mãi mãi là tiểu ma đầu ngã lưng dưới đất bên cạnh giường nàng. Hôm nay vẫn theo quy tắc cũ, nàng ngủ trên giường, ta ngủ dưới đất. Không được, chúng ta thành hôn chỉ là kế tạm thời, ngài cứ thế này sẽ làm dịp thiến buồn. Ngài mau qua chỗ cô ấy ngủ đi, sẵn tiện giải thích với cô ấy một tiếng, an ủi cô ấy phần nào, đừng để cô ấy buồn quá. Tiểu nhà đầu, mau đi. Năm nay Thanh Châu hạn hán, thiếu thốn lương thực. Các khanh cũng đã xác thực báo cáo tình hình, vậy việc cứu tài không thể chậm trễ. Vương Thật, có thần. Khanh là đô quan của ba tỉnh, chắc phải hiểu rõ tình hình Thanh Châu. Khanh cho trẫm biết, đợt cứu tài này triều đình phải cấp bao nhiêu ngân lượng? Bẩm hoàng thượng, khoảng 30-40 vạn lượng. Khoảng, một chữ khoảng của khanh trên nhau tới 10 vạn lượng. Rốt cuộc là 30 hay 40? 40 vạn lượng, 40 vạn lượng. 3 năm trước, Thanh Châu đã từng hạn hán một lần. Chính vì khi đó cứu tài không hiệu quả, nên mãi đến bây giờ, năm nào cũng thu không đủ chi. Các khanh không biết, vậy thì để trẫm cho các khanh biết. Năm nay địa phương tổng cộng 3.640 hộ, số dân lên đến hơn 15.800 người. Khoảng cấp dự tính là 55 vạn lượng, trong đó lương thực 27 vạn lượng, giống tốt 11 vạn lượng, kênh rạch tưới tiêu 6 vạn lượng, sửa chữa nhà cửa cho bách tính, trợ cấp vải vóc 6 vạn lượng, trợ cấp thuốc thang 5 vạn lượng. Trí nhớ của hoàng thượng tốt quá, đến mấy khoản này cũng nắm rõ như lòng bàn tay, chúng thần tự thẹn không bằng. Trẫm ngồi trên ngai vàng, ngày nào cũng thấp thỏm lo âu như đi trên băng mỏng. Còn các khanh thì sao? Giữ chức vụ mà không hoàn thành chức trách, không hề quan tâm đến dân sinh nơi mình cai quản. Các người ngoài việc thu thuế ra còn biết gì nữa? Xảy ra chuyện thì chỉ biết viết tấu chương, muốn chờ trẫm giải quyết hậu quả cho các khanh sao? Hoàng thượng bớt giận, thật đáng chết. Đúng là người đáng chết. Nếu để người tiếp tục ngồi trên vị trí này, thì trẫm có lỗi với bách tính vô tội trong thiên hạ rồi. Người đâu? Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng bớt giận. Hoàng thượng, lôi hắn xuống cho trẫm. Từ hôm nay, đây làm dân thường, chuyển đến Thanh Châu, rõ? Hoàng thượng bớt giận, hoàng thượng tha cho thần đi. Hoàng thượng tha cho thần đi. Hoàng thượng, thần biết lỗi rồi. Hoàng thượng, Trung Minh, có thần. Trẫm bố nhiệm khanh làm khâm sai đại thần, đích thân đôn đốc đợt cứu tai này. Nhớ kỹ những lời trẫm nói, hành động thiết thực vào cho trẫm. Thần lĩnh chỉ. Hoàng thượng, mấy năm trước Tây Bắc gặp tai ương lớn, 6 quận huyện cũng chỉ cấp 100 vạn lượng. Lần này chỉ có một Thanh Châu phủ nhỏ,
mà người lại cấp nhiều ngân lượng vậy? Chỉ sợ quốc khố hao hụt ngày càng nặng nề. Hao hụt có thể bù vào, nhưng bách tính một ngày cũng không đợi được. Trẫm từng trải qua tai kiếp ở Phụng Hoàng Quan, biết đó là địa ngục trần gian thế nào. Nếu người dân của trẫm đến ăn cũng không đủ no, thì là trẫm vô dụng. Thần biết hoàng thượng hiểu cho dân tình tấm lòng độ lượng, nhưng hoàng thượng, mấy năm gần đây quốc khố không dư giả, người cũng không chỉ làm hoàng đế một ngày là xong. Giang sơn vạn năm, phải biết tính toán cho sau này. Không có bách tính, lấy đâu ra giang sơn vạn năm? Còn cần hoàng đế này làm gì? Thần là quân phụ, cả thiên hạ đều dõi theo. Nếu trong lòng chỉ có lợi ích riêng chứ không phải bổn phận, thì không xứng làm quân phụ của thiên hạ này. Có vua như vậy quả là phúc của vạn dân thiên hạ. Phải rồi, ngân khố của trẫm còn ít ngân lượng. Nếu sau này quốc khố thật sự không chi trả nổi, thì cứ lấy thẳng từ ngân khố của trẫm. Hoàng thượng, tuyệt đối không được đâu. Ngân lượng trong ngân khố là để sửa chữa đế lăng hoàng gia, sao có thể tùy tiện động tới? Trẫm đã đăng cơ làm đế, được bách tính thiên hạ ủng hộ, thì phải đáp ứng mong đợi của họ. Tương lai trẫm chết cũng chỉ hóa thành một nắm đất vàng. Chỉ cần bách tính bình yên, thì trăm năm sau trẫm sẽ dùng đất trời làm mộ, có gì không ổn? Hoàng thượng thánh minh. Công tử đã không sao rồi. Lát nữa ta sẽ vào thành bốc vài thang thuốc giải lạnh, ngài uống vào, nghỉ ngơi vài ngày là sẽ bình phục hẳn. Bây giờ toàn thành giới nghiêm, khắp nơi đều là thiên la địa võng giăng bắt chúng ta. Vết thương của ta không còn nghiêm trọng thì không cần phải mạo hiểm nữa. Vì điện hạ, chút rủi ro này có đáng gì? Hay là để ta đi đi? Ngọc các chủ, cứ để ta đi đi. Ta đi không sao, sẽ không bị ai phát hiện đâu. Hai người đều quá thu hút sự chú ý, không ai được đi. Công tử, thuốc này nhất định phải lấy về. Nếu công tử không yên tâm để bọn ta đi, chi bằng nhờ Ngọc các chủ tìm một tiểu tử lạ mặt lanh lợi từ Mặt Cát đi, được không? Điện hạ, bây giờ e là ngoài cô ra đã không còn người thứ hai gọi ta như vậy nữa. Lũ nhãi nhép tham sống sợ chết này chỉ biết sùng cao đạp thấp, thưa nước đục thả câu, tương lai bọn chúng nhất định hối hận. Lam Y, cô hối hận không? Hối hận chuyện gì? Ta lâm vào cảnh ngộ này đã mất hết sự tôn quý của hoàng tử. Trong mắt người đời, ta chỉ là một kẻ thất bại bị xua đuổi, nhếch nhác, thảm thương, tội nghiệp. Ai dám nói như vậy, tôi sẽ giết chết hắn. Nếu cô kiên quyết theo ta, đồng nghĩa là buộc phải giả từ cuộc sống ăn sung mặc sướng, tiếp tục những tháng ngày thảm hại lang bạt giang hồ. Tôi cam tâm tình nguyện. Hơn nữa tôi tin điện hạ chắc chắn sẽ có ngày ngóc đầu trở dậy. Lam Y, cô có tin ta không? Tôi tin ngài. Hoàn cảnh trước mắt của điện hạ chỉ là tạm thời, ông trời sẽ không phụ ngài đâu. Đúng thế, bọn chúng đều nghĩ là ta đã thua, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu.
Dạ thiên vật ta vẫn chưa tới lúc thất bại đâu. Cuối cùng thiên hạ này thuộc về ai còn chưa biết chắc. Hoàng thượng, có tin rồi. Không ngờ mới đó hắn đã lộ diện. Nhất định phải bắt hắn và gặp trẫm. Rõ. Dung Cảnh, ta quyết không tha cho ngươi. Điện hạ, bây giờ tân đế đăng cơ, căn cơ chưa vững, chúng ta lại bị thiên thánh truy nã, vẫn nên lên kế hoạch sớm thì hơn. Xin điện hạ đừng vì nhi nữ tình trường mà quên mất mình là thái tử kỳ quốc. Ta không quên. Ngọc Các chủ, cô muốn bày tỏ chuyện gì? Năm xưa bị thiên thánh truy sát, mất đi bao nhiêu người dân và tướng sĩ. Ngài là tất cả hy vọng của họ, cũng là nơi linh hồn họ dựa vào. Mọi người đều đang ngóng trông, chờ ngài dẫn dắt mọi người trở về cố thổ. Người vào thành mua thuốc đến nay chưa về. Tướng quân, không có gì bất thường, tất cả đều ở trong nhà. Hoàng thượng có lệnh, Dung Cảnh và bè cánh của hắn không chịu một tên. Rõ. Dung Phong, giết chết hắn. Khoan, giữ lại hắn vẫn còn giá trị, cứ giải xuống trước đã. Nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đi. Tiểu thư, cô sẽ gả cho hoàng thượng thật sao? Cô không suy nghĩ thêm sao? Nô tỳ hồ đồ quá. Hoàng thượng từng nhiều lần cứu cô khỏi cơn nguy khốn, lại càng hết mực che chở cô. Biết cô gặp chuyện còn đích thân vào đại lao cứu cô, còn giữ cô ở lại cung tĩnh dưỡng. Đã thế còn vì cô mà phá lệ triệu nô tỳ vào cung, chỉ để cô được thoải mái phần nào.
Hoàng thượng nặng tình với tiểu thư như vậy, nô tỳ nên mừng cho cô mới đúng. Nô tỳ nhất định chăm sóc tiểu thư thật tốt, để tiểu thư thật xinh đẹp chờ hoàng thượng đến rước người. Vậy tiểu thư, giờ nô tỳ sẽ qua ngự thiện phòng xem có món gì ngon không, mang cho người tẩm bổ. Dung Cảnh, suốt cuộc huynh đang ở đâu? Giờ muội đang mang cốt nhục của huynh, nhưng lại không tìm được huynh nữa. Muội nên đi đâu, về đâu đây? Thiên hạ rộng lớn, lẽ nào thật sự không có chốn cho muội dung thân sao? Suốt cuộc muội nên làm thế nào? Đang nghĩ gì vậy? Sao huynh lại đến đây? Ta lo cho muội, tiện đường ghé qua đây xem. Gia gia sao rồi? Lão ngoan đồng này sức khỏe dẻo dai lắm, chỉ lo cho muội thôi. Muội đã nghĩ kỹ chưa? Định giam mình trong bốn bức tường hoàng cung này cả đời sao? Từ cổ hoàng gia là bạc tình nhất. Hôm nay hắn hết mực nặng tình với muội, khó đảm bảo tương lai sẽ không tìm giai nhân khác. Lòng vua khó đoán, nếu có một ngày không được ân sủng nữa, thậm chí sẽ còn vạn kiếp bất phục. Dù có là nam tử bình thường, cũng khó đảm bảo tương lai không thay lòng đổi dạ tìm đến người khác. Đích nữ Vân Thị ắt làm hoàng hậu, đó là tổ huấn. Muội cũng chỉ thuận theo ý trời thôi. Lời này có lừa dối nổi chính mình không? Ca ca, muội đã không còn là Vân Thiển Nguyệt bướng bỉnh làm càn của ngày xưa nữa. Đến nay muội mới hiểu, con người không phải đều chỉ sống vì mình, nhiều lúc cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Được, nếu muội đã quyết định, người làm huynh trưởng như ta chỉ có ủng hộ. Nhưng mà nếu có một ngày muội ở trong cung không vui vẻ, chán ghét rồi, muội lập tức nói ca ca biết. Dù xa cỡ nào, ta cũng sẽ đón muội và gia gia chúng ta rời khỏi Thiên Thánh, cả nhà ba người chúng ta sống hạnh phúc qua ngày. Ca ca, hôm muội xuất giá, huynh đến bầu bạn với muội nha. Từ nhỏ muội cứ tưởng mình không có cha mẹ, cùng gia gia nương tựa lẫn nhau, khó khăn lắm mới đoàn tụ với huynh. Ít ra lúc muội xuất giá, muội hy vọng huynh có thể bên muội. Được, ta đưa muội xuất giá. Ta còn phải cảnh cáo tình tiểu tử đó, nếu có một ngày hắn ức hiếp muội, ta không tha cho hắn đâu. Ca ca, để ta xem. Bao nhiêu năm nay ta không nhìn muội thật kỹ. Trưởng thành rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nương nương, bây giờ đến ngươi cũng không nghe lời ta sao? Nô tỳ chỉ định đi kêu bọn họ yên lặng chút thôi. Đừng quấy rầy đến nương nương. Hôn sự long trọng như vậy, hoàng thượng lệnh họ tổ chức cho tốt, tất nhiên sẽ có phần náo nhiệt. Dìu ta ra ngoài đi dạo đi. Nương nương, bên ngoài gió lớn, cẩn thận vì sức khỏe. Thay vì để mọi người phải chiều theo ta, chi bằng để mình ta trốn đi thật xa. Tiểu thư, hoàng thượng đến rồi. Bệ hạ, lễ nghi quân thần không cần hành lễ với trẫm. Dù sao bây giờ ngài cũng là hoàng thượng, nếu ta làm trái quy tắc, chính là hành vi cử chỉ của ta thiếu chừng mực. Tiểu nha đầu của trẫm trước kia hoàn toàn tự do tự tại, vô pháp vô thiên, ai mà không biết. Vân quận chúa không bao giờ bị lễ nghi ràng buộc. Trước đây ở Vân Vương phủ thế nào, sau này ở trong cung cứ như thế. Trẫm còn không gò bó nàng, thiên hạ còn ai dám gò bó nàng chứ? Nơi này dù sao cũng là hoàng cung, thiên hạ dèm pha, để người khác đồn đại cũng không thích hợp lắm. Do trẫm quên mất, tiểu nha đầu vào cung thì không còn là vân quận chúa ngang bướng trước đây nữa. Hoàng thượng giờ này đến đây là có chuyện gì sao? Trẫm muốn đưa nàng đến một nơi. Ngự hoa viên này bình thường cũng xem như nơi nhộn nhịp, bây giờ yên tĩnh như vậy cũng xem như là cảnh sắc hiếm có. Nương nương, nơi này gió lớn, chúng ta nên quay về thì hơn. Người đi lấy áo choàng cho ta đi. Ở đây yên tĩnh, ta muốn ở thêm một lát. Nương nương, ta sẽ không sao. Dạ. Hoa rơi riêng mình ta, mưa nhẹ đàn én bay. Nương nương, cô thấy cảnh sinh tình sao? Không có, ta chỉ có hơi nhớ nhà mà thôi. Tam thế tử đang giúp vân quận chúa đến cười nhạo ta sao? Tại hạ đi nhầm vào ngự hoa viên, kinh động đến quý phi nương nương, thành thật xin lỗi. Không sao. Tỷ ấy ở có quen không? Rồi sẽ quen thôi. Cô và Thiển Nguyệt cũng nhất định sẽ giữ được hạnh phúc của mình. Rốt cuộc là đi đâu? Diệp Thiến, từ nhỏ nhìn phi tử của phụ vương cưới người này hết người khác, người này thay thế người kia, ta có gì không chịu nổi chứ?
Tân đế đăng cơ, căn cơ vẫn chưa vững chắc. Hiện giờ trong thành có rất nhiều tai mắt của Mặt Cát. Chúng ta có thể biết tin bất cứ lúc nào, nắm rõ động tĩnh ở biên phòng. Kiếp nạn Phụng Hoàng Quan, thiên thánh cũng bị thương nguyên khí. Cộng thêm việc lão hoàng đế chết, chúng ta có thể tung tin tức khiến tân đế thủ túc tương tàn, giá họa cho Dinh Dương phủ. Như vậy lòng dân hoang mang, nhiều trấn nhỏ ở biên giới tự nhiên sẽ trở thành nơi của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta có đường lui, hai là cũng có nơi để tiếp tế. Chỉ cần có thể quyết chiến một trận, ta đều phối hợp. Điện hạ có diệu kế gì? Cái giá mà chúng ta phải chịu là bao nhiêu? Đánh đến Mặt Cát không còn ai cả. Cái giá mà thiên thánh phải bỏ ra là bao nhiêu? Lòng dân hoang mang, thiên thánh đại loạn, lật đổ Hoàng Long. Nếu đi đến bước này, chính là điều Ngọc Cát chủ muốn. Dù là bách tính nơi nào, chỉ cần có thể tránh xa ngày tháng chiến tranh khói lửa, sống cuộc sống yên bình là được. Cần gì quan tâm là quốc gia nào, là niên hiệu nào? Cái mà lê dân bách tính muốn là an cư lạc nghiệp. Còn chiến tranh chỉ khiến họ sống không bằng chết. Điện hạ, thần là người Kỳ Quốc, lẽ nào trơ mắt nhìn Kỳ Quốc biến mất từ đây sao? Vậy tất cả bọn ta trông ngóng mong chờ rốt cuộc là gì? Thiên thánh đại loạn, lòng dân tự nhiên sẽ hướng về Kỳ Quốc ta. Xưa này thắng làm vua, thua làm giặc, chúng ta không thể nhân từ nương tay. Ngọc Cát chủ, trước đó Vinh Hương phủ bị tịch thu, công tử vào ngục, bách tính đều cho rằng có người hãm hại, vô cùng đồng cảm cho công tử. Nhưng Ngọc Cát chủ bây giờ lại đẩy công tử ra đầu sóng ngọn gió để chống lại muôn dân. Nếu công tử thật sự làm phản, đến lúc đó nỗi hận trong lòng bách tính e là càng nhiều càng mãnh liệt hơn. Nghĩa là hiện giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ bị đánh. Chủ động tấn công lẽ nào là uy hiếp điện hạ sao? Uy hiếp lẽ nào không phải sao? Ngọc Cát chủ, cô có từng thật sự nghĩ cho công tử chưa? Theo ta thấy, trung thành mà cô nói chỉ toàn là ngu muội. Cáo từ. Thượng quan. Tham kiến hoàng thượng. Cửu khê tung hoành, vạn mộc độc tôn. Tham kiến hoàng thượng. Cửu khê tung hoành, vạn mộc độc tôn. Đây là chữ nhiễm phải không? Đúng vậy. Đây chính là nơi ta chịu sự huấn luyện từ nhỏ. Ta tưởng là phụ hoàng không ưa ta, mới đẩy ta đến nơi tăm tối ngột ngạt này. Cho đến một ngày, người nói ta biết, ta là người nối ngôi mà người lựa chọn. Hoàng thượng, Lan Phi nương nương qua đời rồi. Khi nào? Nửa tháng trước. Sau khi Lan Phi nương nương hạ sinh tiểu hoàng tử, máu chảy không ngừng, không lâu sau đã qua đời. Trẫm đón nàng ấy vào cung là muốn cho nàng ấy những thứ tốt nhất. Lúc đó nàng mới 17 tuổi. Bây giờ rời xa trẫm chẳng qua cũng chỉ mới 24. 7 năm nay, nàng ấy trong cung đã chịu bao nhiêu khổ cực, mới kiệt quệ mà chết.
chúc mừng hoàng thượng có được một quý tử được trời trợ giúp. Đứa trẻ này là ấm lòng dạ thị, tương lai tiếp quản giang sơn dạ thị, có thể đảm bảo thiên thánh quốc thái dân an, dân giàu nước mạnh. Con là hy vọng của trẫm, là hy vọng của cả thiên thánh. Phụ hoàng, con đau. Hoàng thượng, điện hạ trước đây tập cưỡi ngựa bị thương. Các sư phụ vì mệnh lệnh của người không dám tự ý cho điện hạ nghỉ ngơi. Người xem, điện hạ đã không chịu được nữa rồi. Trẫm nói thế nào, chỉ cần có thể đứng được thì phải tiếp tục tập luyện cho trẫm. Nam tử trước giờ không thể rơi nước mắt, mà con không phải người bình thường. Tương lai còn phải kế thừa hoàng vị, tuyệt đối không thể yếu đuối. Như vậy thì con mới có thể vượt qua trẫm, trở thành quân vương nhân từ nhất trong lời bách tính thiên thánh. Hóa ra dáng vẻ hỗn thế tiểu ma vương trước đây của ngài đều chỉ là giả vờ. Đúng vậy, phụ hoàng muốn bảo vệ ta, để tất cả mọi người đều loại bỏ khả năng ta sẽ kế thừa hoàng vị. Không ngờ từ nhỏ đến lớn ngài lại phải gánh vác nhiều chuyện vậy. Phụ hoàng vẫn luôn kỳ vọng vào ta. Từ nhỏ ta đã bị nhốt ở đây, chịu sự huấn luyện ma quỷ và sự dày vò của vô số khổ hình bất kể ngày đêm. Người giao cả giang sơn dạ thị vào tay ta, ta không thể chống lại vận mệnh, chỉ có thể thuận theo tất cả. Bao nhiêu năm nay ta vẫn luôn sống dưới lớp mặt nạ, đồng thời cũng không thể đối mặt và nhìn thẳng vào tình cảm chân thật ở sâu trong lòng mình. Trách nhiệm bảo vệ dạ thị và làm dạ thị hưng thịnh, ta bắt buộc phải gánh vác. Nếu vận mệnh đã lựa chọn ngài, ta tin ngài nhất định có thể gánh vác được. Thiên thánh quốc, tiểu ma vương khinh nhiễm của chúng ta nhất định sẽ khiến ta nhìn bằng con mắt khác, phải không? Dù thế nào, chỉ cần là vận mệnh ban tặng, ta đều có thể gánh vác, cũng tình nguyện gánh vác. Lão gia, giờ tình hình thế nào? Thị vệ trong cung chỉ biết tiểu thư đang ở trong lao, thì bệ hạ đột nhiên xuất hiện, sau đó thì không còn tin gì nữa. Ta kêu nó đừng manh động, nó cứ làm theo ý mình. Chuyện này đắc tội với bệ hạ phải làm sao đây? Lão gia, Lãnh công tử cầu kiến. Không gặp. Lãnh công tử nói có tin tức của tiểu thư. Mau để hắn vào. Dạ. Chào tân tướng. Được rồi, được rồi. Hiền điệp thật sự biết tung tích của con gái ta sao? Tần đô quan đã bị hạ lệnh giam vào tử lao rồi. Tần tướng, tần tướng. Có phải vì chuyện Vân Thiển Nguyệt không? Tần đô quan dùng hình với Vân Thiển Nguyệt, đúng lúc hoàng thượng đến, bế thẳng Vân quận chúa về tẩm điện, còn trực tiếp hạ lệnh giam tần đô quan vào tử lao. Ta sớm đã nhắc nhở nó đừng manh động, mà nó không nghe. Tần tướng đừng lo lắng, trước mắt mới chỉ bị giam giữ thôi. Hơn nữa tần đô quan phụng chỉ điều tra án, không bắt người vô cớ. Nếu tần tướng tin ta, có vài việc ta có thể sắp xếp.
Hiền Địa Ca, hai nhà chúng ta đều nắm giữ một phái trong triều. Không ngờ đến lúc nguy nan, Hiền Điệt không chỉ không bỏ đá xuống giếng mà còn giúp ta tìm con gái. Lão Phu vô cùng cảm kích. Tần tướng nặng lời rồi, nặng lời rồi. Thật ra lúc đầu không khuyên được cha ta, đến giờ trong lòng ta vẫn không yên. Hai nhà chúng ta đối đầu đã là chuyện của đời trước rồi. Bây giờ tân đế nắm quyền, trong thái độ của tân đế, nếu cứ tiếp tục thế này, hai nhà chúng ta đều sẽ không được lợi. Thay vì đấu đá lẫn nhau, chi bằng giúp đỡ lẫn nhau. Ngài thấy sao? Hiền Điệt, nếu Hiền Điệt thật sự nghĩ vậy, có một việc giờ đang vô cùng cấp bách. Mau ăn đi. Người ăn nói với ta kiểu gì vậy hả? Trước khi hoàng thượng chưa có ý chỉ mới, ta vẫn là chủ tử của Ân Dương Vệ. Một canh ngục nho nhỏ như ngươi, phải hai tay dâng hộp cơm lên mới đúng. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi chọc giận ta, ta nhất quyết khiến cả nhà ngươi không được sống yên ổn. Ngươi đừng quên, tần tướng vẫn còn, Ân Dương Vệ vẫn còn. Tiểu nhân tầm mắt hạn hẹp, đáng chết, đáng chết. Đổi hết cho ta. Có đồ ăn là tốt rồi, sao còn kén chọn vậy hả? Mau ăn đi. Còn không ăn, Ngân Nhi. Một đời thiên tử, một đời thần. Bây giờ triều đại đã thay đổi rồi. Cha biết đây không phải nơi cho người ở, nhưng vợ con cần phải nhận lỗi. Nếu không, cha cũng không cứu được con. Con không có lỗi, sao con phải nhận lỗi? Mọi chuyện đều tại Vân Thiển Nguyệt kia. Không biết cô ta đã cho hoàng thượng uống bù mê thuốc lú gì mà hoàng thượng lại không nể tình cũ. Cha, bao nhiêu năm nay cha có công phò tá hoàng thượng, hoàng thượng không thể đối xử với chúng ta như thế được. Ngưng Nhi à, lẽ nào con còn chưa nhận ra sao? Tiên đế vì tứ hoàng tử đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Đến cả Dung Cảnh và Dạ Thiên Vật cũng có thể âm thầm loại bỏ. Con tưởng chỉ vì tội mưu nghịch thôi sao? Không, sai rồi. Tiên đế làm vậy để trải đường cho tân đế. Giờ tân đế trọng dụng Ẩn Vệ, bỏ không Ân Dương Vệ, lại đề bạt thần tử mới. Chuyện này nói lên điều gì? Chứng minh trong mắt tân đế, đám thần tử cũ như chúng ta cũng trở thành sự uy hiếp với sự chấp chính của tân đế. Ngân Nhi, con biết không, hoàng thượng đã hạ chỉ lập Vân Thiển Nguyệt làm hoàng hậu rồi. Cha nói gì? Không thể như thế được. Có gì mà không thể? Cô ấy đã mang long chủng của hoàng thượng rồi. Cha nói là Vân Thiển Nguyệt đã mang thai sao? Đúng vậy. Sao lại thế được? Không thể nào. Đứa trẻ này nhất định không phải là huyết mạch hoàng thất. Còn nói linh tinh gì vậy? Đây là hoàng thượng chính miệng thừa nhận, còn có thể là giả được sao? Cha, con từng nghe Dạ Thiên Vật nói với con, sau lần ở Phượng Hoàng Quan, Vân Thiển Nguyệt từng ở cùng Dung Cảnh một thời gian. Sao cha có thể đảm bảo đứa trẻ này không phải của Dung Cảnh? Hơn nữa,
Thời gian hoàng thượng ở riêng cùng Vân Thiển Nguyệt chỉ đếm trên đầu ngón tay, thì làm sao có thể mang thai được? Còn về hoàng thượng, người vì Vân Thiển Nguyệt làm việc ngốc nghếch còn ít sao? Cha, cha tin con, đứa trẻ này nhất định không phải là của hoàng thượng. Được rồi, được rồi, sau này đừng nhắc đến những chuyện này nữa. Hoàng thượng đã nói rồi, ai còn ý kiến xem như mưu phản. Giờ quan trọng nhất là mau cứu con ra ngoài. Chuyện của Vân Thiển Nguyệt sau này tuyệt đối đừng nhắc đến nữa, hiểu không? Cha ơi, cha ơi, cha xem con có giống tân nương tử không? Được, để cha xem thử nào. Giao nhi của ta nhất định sẽ trở thành tân nương tử đẹp nhất thiên hạ. Đợi con cặp kê rồi, thiếu niên trẻ tuổi từng có hôn ước với con trước kia sẽ lấy con, cùng con sống hết quãng đời còn lại. Con không cần, con chỉ muốn ở bên cha thôi. Được, phu quân của Giao Nhi xuất sắc hơn cha nhiều. Chỉ sợ đến lúc đó Giao Nhi không cần cha nữa thôi. Giao Nhi không như vậy đâu. Trong lòng Giao Nhi, cha luôn là giỏi nhất. Giao Nhi ngoan, chờ lúc con thành hôn, ta sẽ giao mặt cát cho con. Con nhất định phải dẫn dắt mặt cát, cố hết sức phò tá nam tử kia đấy. Cha ơi, nam tử đó là ai? Đó là thái tử Kỳ Quốc của chúng ta, cũng là phu quân tương lai của Giao Nhi. Thái tử Kỳ Quốc của chúng ta. Để tự ta làm. Đa tạ. Huyền ca bắt được mấy con cá nhỏ ở con sông nhỏ gần đây. Ta đã nấu ít canh cá, ngài qua nếm thử đi. Huyền ca, chủ tử, thượng quan cả đêm không về, sáng sớm mới về tới nơi. Người múc một chén canh cá đem qua cho huynh ấy đi, nói là Ngọc Cát chủ đích thân xuống bếp nấu, mời huynh ấy nếm thử. Sao canh cá ta nấu là phải chia cho huynh ấy? Các chủ và thượng quan đều là bạn tốt của ta, không thể thiếu ai trong hai người. Tất cả hòa thuận vui vẻ là quan trọng nhất. Đã là canh cá ta nấu, thì ta đích thân mang qua là được rồi. Thượng quan công tử, ta vừa nấu ít canh, huynh cũng nếm thử một chén đi. Không cần đâu, ta làm vậy hoàn toàn là vì điện hạ, vì công tử. Nếu thực sự vì công tử thì không nên ép ngài ấy làm chuyện nghịch thiên. Thiên là gì? Mà nghịch là thế nào? Dưới trời này đâu cũng là vương thổ, làm phản là chắc chắn sẽ gặp tai họa. Sao Ngọc Các chủ không nghĩ cho công tử còn đang sống? Nếu cái danh phục quốc mà ngài ấy đang gánh vác mà thành công, thì chỉ hoàn thành được tham vọng của các người. Còn nếu không thành công, thì cái mất đi sẽ là cả đời của ngài ấy. Huynh là người của Thiên Thánh, đương nhiên sẽ hết sức ngăn cản, không muốn bọn ta phục quốc thành công. Tại hạ đúng là người Thiên Thánh,
nhưng cũng phân biệt được phải trái đúng sai, người tốt người xấu, thiện ác thật giả. Ngọc Các Chủ, chí hướng của công tử chưa từng là công danh lợi lộc, là cô biết quá ít về ngài ấy. Xin hoàng thượng tha tiểu nữ một mạng. Xin tha tiểu nữ. Tần tướng sốt ruột thương con, nhưng sao phải hành xử hồ đồ như vậy trong chuyện trẫm để tâm nhất hả? Bẩm hoàng thượng, tiểu nữ tự ý bắt giam Vân quận chúa, có thể là nó sai, nhưng mà nó một lòng một dạ nghĩ cho hoàng thượng. Vân Thiển Nguyệt và Dung Cảnh trước đó có qua lại, khó tránh khỏi chuyện mang thai cho hắn. Tiểu nữ cũng chỉ sợ hoàng thượng bị lừa mà thôi. Là nghịch tặc Dung Cảnh mơ tưởng Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt từ đầu tới cuối không hề có liên quan gì tới hắn. Còn nữa, sau này phải gọi là hoàng hậu. Hoàng thượng, nếu không phải lão thần lo cho tương lai của thiên thánh, thì sao dám nói lời đại nghịch bất đạo như thế, làm bẩn tai hoàng thượng. Dung Cảnh thay đổi dung mạo, che giấu thân phận ở thiên thánh nhiều năm, còn rất được tiên đế tin tưởng. Vậy mà hắn lại làm tất cả chuyện này để báo mối thù diệt quốc. Dung Cảnh mưu hại tiên đế, còn đưa hoàng hậu về thiên thánh. Giờ hoàng hậu có thai, chẳng lẽ không phải hắn đang lợi dụng để bày mưu sao? Hoàng thượng xử lý tiểu nữ như thế, lão thần tuyệt đối không dám cầu xin. Nhưng hoàng tử là cái gốc của quốc gia, năm đó thần cũng một lòng phò tá hoàng thượng, tới nay vẫn không hề thay lòng. Hoàng thượng, nếu hoàng thượng cho rằng lão thần có mưu đồ tạo phản, lão thần xin quỳ ở đây không đứng dậy, để chứng tỏ sự trong sạch. Nể tình tần tướng phò tá nhiều năm, trẫm có thể tha cho tần đô quan. Nhưng mà tần đô quan phải ở trong lao thêm vài ngày để kiểm điểm lại, không biết tần tướng thấy thế nào. Thần tạ bệ hạ ân điển. Còn nữa, sau này trẫm không muốn nghe bất cứ lời nào có liên quan tới trẫm nữa. Nếu không, quyết không nương tay. Thần tuân chỉ. Lùi xuống đi. Hoàng thượng, Trần Liễu về chưa? Bẩm hoàng thượng, vẫn chưa. Vất vả cho cô nương rồi. Điện hạ bệnh nặng vừa khỏi, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nếu mất phong hàn thì không hay. Nếu trong lòng ngài thấy không vui, thì có thể tìm người thân thiết trò chuyện. Nếu không lại hại sức khỏe, không tốt đâu. Lạc giao cô nương, đa tạ cô đã chăm sóc ta suốt thời gian qua. Giờ vết thương của ta đã khỏi hẳn, thật sự không cần cô nương vất vả như thế nữa. Nếu không dùng mổ thấy áy náy lắm. Có phải điện hạ vẫn trách ta chuyện quận chúa không? Không có. Lạc giao cô nương nghĩ nhiều rồi.
là ta nghĩ nhiều thì tốt. Dù sao chúng ta cũng từng có hôn ước, ta chăm sóc ngài cũng là chuyện nên làm. Chủ tử, Trần Liễu ồn ào nói muốn gặp người. Ta và Quyền ca đi là được rồi. Thả ta ra, Dung Cảnh, đồ tiểu nhân âm hiểm xảo trá nhà ngươi, thả ta ra. Nhốt ta trong này thì tính là gì? Có bản lĩnh thì giết ta đi. Người muốn chết cũng phải do chủ tử nhà ta gật đầu mới được. Nhưng mà chủ tử nhà ta cũng nói rồi, tạm thời tha cho cái mạng chó của người, sớm muộn gì cũng dùng tới. Giang sơn này là tiên đế dành về. Đám dư nghiệt kỳ quốc lòng lan dạ sói các người, lại còn vọng tưởng giành lấy hoàng vị thiên thánh, nằm mơ. Lúc đầu tiên đế không nên mềm lòng tin lời ma quỷ của Mộ Dung thị, để xảy ra bi kịch ngày hôm nay. Dung Cảnh, ta còn tưởng ngươi là một nam tử hán, vậy mà ngươi không màng ân dưỡng dục của lão Vinh Vương và tình cảm của tiên đế, đi gây chuyện làm loạn thiên thánh. Ta khinh. Dung Cảnh, ta một lòng muốn giúp Mộ Dung gia sửa lại án oan, chưa từng nghĩ tới chuyện binh đao với tiên đế. Nói láo, tiên đế chết trong tay ngươi còn gì? Nói nhảm, chủ tử nhà ta còn lâu mới làm chuyện thất đức như vậy. Đương nhiên các ngươi sẽ không nhận, người tin cũng được, không tin cũng được. Dù sao Dung Cảnh ta cũng không làm gì có lỗi với tiên đế. Đáng tiếc Mộ Dung tướng quân đúng là đã làm phản, mà Cảnh thái tử ngươi cũng thật sự đã tạo phản. Đường Kim Thánh Thượng là người được trời cao lựa chọn, giang sơn của Dạ thị không phải là thứ đám chó mất nhà các ngươi có thể thèm muốn đâu. Huyền ca, chúng ta đi thôi. Ngươi không chỉ không có được giang sơn, mà tới nữ nhân ngươi yêu cũng sẽ bỏ ngươi mà đi. Giang sơn Dung Cảnh ngươi dành về cuối cùng cũng sẽ khuyết thiếu, không thể viên mãn. Đợi đi, nữ nhân ngươi yêu sắp gả cho thánh thượng rồi. Đích nữ Vân Thị chắc chắn là hoàng hậu, đây là tổ huấn. Giang sơn và nữ nhân, ngươi không giành được gì hết. Thiển Nguyệt, người không chỉ không có được giang sơn, mà tới nữ nhân ngươi yêu cũng sẽ bỏ ngươi mà đi. Giang sơn Dung Cảnh ngươi dành về cuối cùng cũng sẽ khuyết thiếu, không thể viên mãn. Đợi đi, nữ nhân mà ngươi yêu sắp gả cho thánh thượng rồi. Đích nữ Vân Thị chắc chắn là hoàng hậu, đây là tổ huấn. Giang sơn và mỹ nhân, ngươi không giành được gì hết. Đây là Trâm Ngọc mẹ để lại cho ta, giờ ta gặp được muội, cuối cùng nó cũng có chủ nhân mới rồi. Ông trời đã sắp xếp cho chúng ta bên nhau, vậy chúng ta cũng nhất định không phụ thời gian, không phụ người. Một năm có 365 ngày, ta sẽ coi như 365 năm để sống. Thế thì mỗi ngày sẽ là một năm, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là sẽ có ngàn vạn năm, đời đời kiếp kiếp không bao giờ rời xa. Chồng ơi, ăn cơm thôi. Đây là gì vậy? Món này gọi là trứng cuộn cơm. Ký hiệu trên này nghĩa là sao? Ký hiệu gì chứ? Đây là tình yêu đó. Love, love nghĩa là yêu.
Hôm nay dung cảnh thề với gió và trăng, Vân Thiển Nguyệt, đời này sẽ là thê tử của ta. Nàng sống, ta sống. Nàng chết, ta chết. Nàng gả, ta lấy. Ta và nàng yêu thương nhau mãi mãi, không chia lìa. Gió trăng có nghe thấy, xin cho ta dùng máu tế linh hồn. Rượu mạnh có thể khiến ta say. Say rồi ta sẽ không nhớ nàng nữa, sẽ không nghĩ tới. Rốt cuộc ta đã mang tới cho nàng cơn ác mộng như thế nào nữa. Cẩn thận, cẩn thận chút. Ta đi lau mặt giúp ngài. Thiển Nguyệt, con ma bệnh. Thiển Nguyệt, Thiển Nguyệt, Thiển Nguyệt, muội có biết ta nhớ muội tới mức nào không? Mỗi giây mỗi phút ta đều muốn thấy nụ cười của muội, nghe giọng muội thêm lần nữa. Là ta quá tham lam, hay ông trời đang cố tình trừng phạt ta vì đã bỏ rơi muội, nên mới khiến ta bị giày vò suốt ngày đêm như vậy? Điện hạ, ta biết ngài đau lòng. Không đúng, ta khiến muội đau lòng như vậy, giờ muội phải hận ta thấu tim mới đúng. Sao có thể mỉm cười với ta như vậy vào lúc này chứ? Đây là mơ, đây nhất định là mơ. Điện hạ, ta phải đi đây. Thiển Nguyệt, dù đây chỉ là giấc mơ, đối với ta mà nói cũng vô cùng quý giá. Để ta ở lại giấc mơ này, nhìn muội lâu hơn chút đi. Điện hạ, xin ngài tỉnh táo một chút. Ta không phải Vân quận chúa. Thiển Nguyệt, ta hiểu, ta làm muội tổn thương tới mức này, muội không muốn nhìn thấy ta, không muốn xuất hiện trước mặt ta. Ta hiểu, nhưng muội có biết không, rời xa muội
ta đau đớn biết nhường nào. Ta nhớ muội, mong muội. Ta nhớ lại mỗi một khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Ta nhớ muội. Điện hạ, ngài có biết mặc dù cô ta bị ngài bỏ rơi, nhưng cô ta vẫn là nữ tử ta ngưỡng mộ nhất trên đời. Tham kiến hoàng thượng. Tập luyện tới đâu rồi? Thần không hề nói quá với hoàng thượng. Chỉ cần nghịch tặc xuất hiện, thần và các huynh đệ nhất định tóm gọn, tuyệt đối không có sai sót nào. Tốt, vậy hãy tiếp tục tập luyện. Rõ. Hoàng thượng, nghịch tặc dung cảnh hơn hẳn người thường. Khi đó hắn sẽ tự chui đầu vào lưới sao? Trẫm tự có cách của mình, làm cho hắn biết rõ là có cạm bẫy vẫn phải tự mình mạo hiểm. Lập tức hạ chỉ. Trẫm muốn chiếu cáo thiên hạ về hôn sự với Vân Thiển Nguyệt. Vâng. Hóa ra hoàng thượng muốn dùng Vân quận chúa làm mồi để dụ dung cảnh cắn câu. Nhưng ngày đại hôn của hoàng thượng và quận chúa, người dân cả thành sẽ cùng nhau chúc mừng. Nghịch tặc trà trộn vào dòng người, chúng ta sẽ giống như mò kim đáy bể. Ngày đại hôn, đội đón dâu hoàng gia sẽ theo lệ cũ của thiên thánh đi qua miếu nữ oa. Tới lúc đó, hoàng hậu sẽ dùng thân phận quốc mẫu để vào miếu cầu phúc cho bách tính thiên thánh. Phạm vi đã thu nhỏ lại thành một ngôi miếu nhỏ. Con sợ không bắt được một tên dung cảnh hay sao? Kế này của hoàng thượng đúng là không có kẻ hở. Dung cảnh, trẫm không chỉ để ngươi tự mình tới miếu nữ oa nhìn thấy trẫm đón nữ nhân của trẫm, còn làm cho ngươi cúi đầu dưới chân trẫm mà ăn năn hối hận. Không ai được lười biếng đâu đấy. Ngày mai sẽ tổ chức đại hôn và lễ sắc phong. Vinh Hoa Cung này xem như chính thức có chủ rồi. Ai ai cũng biết hoàng thượng rất yêu thương hoàng hậu. Nếu các ngươi kẻ nào phạm lỗi, cẩn thận hoàng thượng sẽ trách phạt. Vâng. Hoàng thượng, nô tài đã đưa người mà người muốn tìm từ ngoài cung vào đây rồi. Tiểu dân tham kiến hoàng thượng. Người chính là thợ làm trang sức có tay nghề nổi danh ở thiên thánh đúng không? Tiểu dân không dám, chỉ là mở một tiệm vàng bạc, làm ra chút đồ gia truyền thôi. Sao dám so bì với thợ rèn trong cung? Được hoàng thượng xem trọng, tiểu dân được trọng mà sợ hãi trong lòng. Bình thân, trẫm có chuyện muốn thỉnh giáo người. Tiểu dân không dám, tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, đây là trẫm muốn nhờ ngươi giúp trẫm làm hai chiếc nhẫn. Xin hỏi hoàng thượng muốn khắc hoa văn gì trên nhẫn? Khắc một vần trăng non đi. Xin hoàng thượng yên tâm, cứ giao cho tiểu dân. Không cần đâu. Thứ này trẫm muốn tự mình khắc. Ngươi chỉ cần dạy cho trẫm là được. Vâng. Thượng quan, huynh xem. Phong Nhi, có tin tức gì sao? Tần đế muốn cưới hoàng hậu vào ngày mai.
Vân Thiển Nguyệt, Hoàng hậu, Ngọc Các Chủ, Thượng quan, không thấy chủ tử nhà tôi đâu nữa, cũng không thấy Trần Liễu đâu hết. Cái gì? Nhất định ca ca đã tới đế đô rồi. Vừa hay, chúng ta có thể nhân cơ hội này trà trộn vào đế đô, giết chết Vân Thiển Nguyệt và Vân Lão Vương gia. Ta muốn làm cho quốc hôn của Thiên Thánh trở thành quốc tang. Không được, chủ nhân của tôi nhất định không đồng ý. Giết hay không là chuyện của ta. Phong Nhi, ta là người muốn giết người của Vân Vương Phủ hơn huynh, nhưng giờ chúng ta cần phải đảm bảo sự an toàn của Thái tử Điện Hạ. Ngoài chuyện này ra, ta không quan tâm chuyện gì khác. Tiểu nha đầu, cô đang làm gì vậy? Có đẹp không? Đẹp. Cô cũng làm cho ta một cái đi. Không được, vậy thì thành nhẫn đôi rồi. Nhẫn đôi là nhẫn thành đôi, thành cặp là tính vật. Chỉ có khi nam nữ thành hôn thôi. Ta không tặng cho huynh đâu. Vậy ta phải gả cho huynh sao? Nhẫn đôi là hai người đã hứa hẹn suốt đời mới có thể tặng cho nhau. Bệ hạ, bệ hạ, có chuyện gì? Không thể đợi tới sau đại hôn ngày mai rồi nói sao? Tiểu nha đầu, trẫm muốn hỏi nàng, theo nàng, tại sao trẫm lại cưới nàng? Bệ hạ cưới ta, đương nhiên là thương xót cho bất hạnh của ta, muốn giúp ta vượt qua khó khăn. Trẫm biết nàng sẽ nói như vậy, nhưng mà nàng sai rồi. Trẫm cưới nàng không phải vì thu nhận nàng, không phải vì thương xót, càng không phải vì lòng tốt, mà đơn giản là vì ta yêu nàng. Ngài nói gì vậy? Đúng, ta yêu nàng sâu sắc, không có gì để nghi ngờ. Không ngờ nói ra tiếng lòng của mình trước mặt nàng cũng không khó như ta nghĩ. Bệ hạ, gọi ta khinh nhiễm. Trong hoàng cung này chỉ có nàng mới được gọi ta như vậy. Trước mặt nàng không có trẫm nào hết, chỉ có Dạ Khinh Nhiễm vẫn luôn đuổi theo nàng. Khinh Nhiễm, ngài có biết mình đang nói gì không? Đương nhiên trẫm biết. Năm đó là ta quá yếu đuối, yêu thầm nàng nhiều năm nhưng không có dũng khí theo đuổi nàng. Giờ ta quyết định tranh giành với thời gian một phen, xem có thể đổi lại trái tim nàng không. Ta là người kế thừa được định trước của Dạ thị, nên từ nhỏ tới lớn ta luôn ngụy trang. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta mãi không thể mở miệng nói ra lời ta thích nàng. Bao nhiêu năm nay nàng luôn là điều ta mong muốn, nhưng chẳng thể có được. Ta hy vọng ánh mắt của nàng có thể dừng lại trên khuôn mặt ta biết bao. Dù cho chỉ một chút thôi, nhưng trong lòng nàng chỉ có Tam Ca. Ta đành cẩn thận đặt tình cảm dành cho nàng chôn giấu trong tim. Sau đó nàng mất trí nhớ, ta còn chưa kịp vui mừng, có thể có cơ hội được gần nàng hơn. Nhưng ai ngờ giữa đường lại có một tên dung cảnh. Ta cũng rất hối hận đã đẩy nàng tới bên người khác. Vốn dĩ muốn nhìn thấy nàng hạnh phúc, nhưng không ngờ bọn họ, một kẻ thì không tiếc giết hại nàng, một kẻ thì chỉ lợi dụng nàng. Sau này ta muốn họ phải trả giá gấp trăm ngàn lần những điều mà họ đã làm với nàng. Tiểu nha đầu, đây có phải đã chứng minh ý trời muốn nàng quay lại cạnh ta không? Con gái Vân gia chọn theo ý trời, trước đây vẫn luôn nghĩ là lời nói dối, bây giờ ta hiểu rồi, là số mệnh. Nếu bọn họ không có tư cách bảo vệ nàng, vậy sau này để ta tự bảo vệ nàng.
để ta trở thành trượng phu thật sự của nàng, để ta trở thành người phụ thân chân chính của con của nàng, có được không tiểu nha đầu? Dạ Khinh Nhiễm, ngài có biết mình đang nói gì không? Diệp Thiến, cô ấy mới là thê tử của ngài, sao ngài có thể nói những lời này với ta? Ngài làm gì không thấy có lỗi với cô ấy sao? Ta chưa từng yêu cô ấy, ta cưới cô ấy chỉ vì tuân theo ý chỉ của phụ hoàng, chỉ cần nàng đồng ý, ta lập tức phế cô ta, để cô ta rời khỏi hoàng cung, lập tức cút về Nguyệt Kỳ. Khinh Nhiễm, Diệp Thiến cô ấy yêu ngài như vậy, cô ấy vì ngài rời xa quê hương, người thân, ngàn dặm xa xôi tới tìm ngài. Cô ấy tới một nơi xa lạ chỉ là muốn đi theo ngài. Ngài không thể đối xử cô ấy như vậy, ngài không thể phụ lòng cô ấy. Nhưng người ta yêu không phải cô ấy, nhưng ngài đã cưới cô ấy rồi, ngài phải có trách nhiệm làm cô ấy hạnh phúc. Nhưng người ta yêu là nàng, tại sao ta lại không có tư cách theo đuổi hạnh phúc của mình chứ? Khinh Nhiễm, ngài biết rõ ta đã không còn trong sạch từ lâu. Ngài... Ta không quan tâm quá khứ của nàng, ta cũng không quan tâm ánh mắt kẻ khác, dù cho cả thiên hạ đều phản đối, ta cũng không hối hận về sự lựa chọn của mình. Điều ta quan tâm duy nhất chỉ là một câu nói của nàng: Khinh Nhiễm, ta đồng ý với chàng. Xin lỗi. Đợi sau khi đứa nhỏ ra đời, ta sẽ tìm một cơ hội thích hợp đưa nó rời khỏi nơi này. Đừng đi, Khinh Nhiễm, đừng rời xa ta. Chỉ cần nàng ở trong cung, để ta có thể gặp nàng mỗi ngày, vậy là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Khinh Nhiễm. Dạ Khinh Nhiễm. Tình sâu nghĩa nặng của ngài, cả đời này ta trả không nổi. Tiểu nha đầu, thứ này là nhẫn khắc trăng non ta tặng nàng, là tự tay ta đã khắc, có 102 trong thiên hạ. Chỉ cần ở bên cạnh ta là được. Nàng không yêu ta cũng không sao. Cả đời này có ta yêu nàng là đủ rồi. Tiểu thư, cô đừng suy nghĩ nhiều nữa. Hoàng thượng thật lòng với cô mà. Chính là như vậy mới làm khó ta hơn. Ta lại không biết gì hết. Hóa ra người trong lòng của Dạ Khinh Nhiễm vẫn luôn không phải Diệp Thiến. Giờ ta còn chiếm lấy vị trí của cô ấy, trở thành hoàng hậu của ngài. Ta thực sự không biết phải đối mặt với Diệp Thiến làm sao. Về tình về lý, ta đã nợ cô ấy quá nhiều rồi. Nhưng mà tiểu thư, cô phải suy nghĩ cho đứa nhỏ trong bụng. Nếu để người khác biết cha đứa nhỏ là... sợ là cả dân phủ cũng sẽ chịu liên lụy. Đây là tội lớn tru di cửu tộc đấy. Ngày đại hỷ thế này sao ngươi lại khóc vậy? Không có, chỉ là nghĩ tới tiểu thư sắp gả đi rồi, tôi lại nhịn không được. Khó khăn lắm mới thấy dáng vẻ xinh đẹp của ta, nên vui vẻ mới đúng. Chưa từng thấy tân nương tử nhà ai xinh đẹp như tiểu thư nhà tôi đâu.
Đó là vì ta còn chưa gả đi đâu. Đợi tới ngày thành hôn của ta, nhất định càng khiến mọi người kinh ngạc. Sau này không ai đấu võ mồm với tỷ nữa. Chiếc ghế đứng đầu của Vân Vương phủ là của tỷ rồi. Xem như cô không nuốt lời. Sau này cô có thể sống yên ổn trong cung, sống cuộc sống nhung lụa, hưởng thụ dáng vẻ của hoàng hậu nương nương rồi. Tuy rằng bình thường thì mắt ta cũng hơi mù một chút, nhưng khi mắt ta không mù cũng nhìn ra được rõ ràng hoàng đế bệ hạ vẫn luôn thâm tình với cô, lòng không thay đổi. Cô đừng phụ lòng người ta đấy. Thiển Nguyệt, không đúng, hoàng hậu nương nương, ta đang đợi cô nói với hoàng thượng mau chóng ban hôn cho ta đấy. Nhìn thấy công tử nào không tồi thì nhắc nhiều hơn với người nha. Ta nghe nói Trạng Nguyên Lang gần đây có vẻ được đó. Nhà đầu của ta, ăn diện lên nhìn cũng ra gì đó chứ. Gia gia, cuối cùng cũng gả được con đi rồi. Nhưng mà sau này muốn gặp gia gia không dễ như vậy nữa đâu. Sao vậy được chứ? Khi còn ở trong cung rảnh rỗi sẽ về phủ thăm gia gia. Nếu người không có việc gì cũng có thể vào cung tìm con. Quy tắc của nhà hoàng gia nghiêm khắc lắm. Con ấy à, không phải muốn làm gì là làm được đâu. Con phải sửa tính này của con đi. Tuy hoàng thượng vô cùng yêu thương con, nhưng con ở trong cung phải cẩn thận hơn, chú ý bảo vệ bản thân. Tiểu thư, đội đón dâu hoàng thượng phái tới đang đợi ngoài cửa rồi. Hoàng hậu nương nương, mời. Các ngươi âm thầm quan sát, nếu có gì bất thường hãy hành động ngay, đừng làm phiền tới hoàng hậu. Rõ. Nương nương, nương nương, tự nữ oa ở trong phòng trước mặt, nhưng chuyện cầu phúc là chúng thanh tịnh cũng là chuyện rất thần thánh. Người không liên quan thì không được vào. Kẻ nào? Đuổi theo! Mau đuổi theo. Các ngươi đi bên đó, mấy người các ngươi đi bên này, lục soát. Tất cả những người còn lại theo ta.
Trần tướng quân. Tín nữ Vân Thị Thiển Nguyệt dùng thân phận hoàng hậu dạ thị xin cầu phúc với nữ oa nương nương, xin nữ oa nương nương ban phúc cho thiên thánh phù hộ quốc thái dân an. Hoàng thượng, thần làm việc sơ sót, bị Dung Cảnh bắt ngược lại. Hắn thật sự rất xảo trá, lần này giả dạng thần thành dáng vẻ của hắn, nhất định là cố ý lợi dụng thần tránh né tai mắt của hoàng thượng, nhân cơ hội bỏ trốn. Vô dụng, hoàng thượng bớt giận, thần sẽ cho người lục soát toàn thành. Trẫm đi đón hoàng hậu trước. Tham kiến hoàng thượng. Sao hoàng thượng lại tới đây? Lễ nghi cũng chỉ là để người trong thiên hạ thấy thôi. Hoàng hậu của trẫm đương nhiên là để trẫm tự mình tới đón rồi. Đường về cung còn dài, sợ nàng thấy nhàm chán nên trẫm qua đây trước đi cùng nàng. Thiển Nguyệt, cuộc đời sau này chỉ cần muội hạnh phúc thì ta đã thỏa mãn rồi. Nương nương, trở về thôi. Ngày ta thành thân, hoàng thượng vì cô ấy bỏ lại ta, một thời gian dài không chịu gặp ta. Hôm nay là đại hôn của họ, hoàng thượng lại không màng lễ tiết tự mình đi đón. Trước đây hay nói tỷ muội tình thâm gì đó, từ đầu tới cuối đều là giả dối. A ô, ta đối xử với hoàng thượng tốt hơn nhiều so với cô ấy, nhưng tại sao hoàng thượng nhìn mà xem như không thấy chứ? Nương nương, ta không hiểu, ta thật sự không hiểu.